chắc là cục vàng mọi người ơi. Mọi người nhá, hôm nay mình là tiếp tục video nha. Bây giờ mình khám phá ở dưới kia xem có gì nha. Mà ở đây thì chắc là không có sắt đâu mọi người ơi. Bây giờ mình thử thử xem dưới kia xem có gì nha. Có vàng hay là gì á. Dưới này, dưới kia kìa. Suối này là suối nó khô rồi á. Cho mọi người xem kìa đấy. Đây này, ở dưới hố đây này, đất này nó nước nó khô rồi mọi người ơi, khó đi lắm. Này dưới kia kìa, cái suối nguồn này nó chảy lên trên kia này, tới đây là nó hết này. Để xem cái gì dưới này nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ xuống kia thử dò xem có gì nha. Mình nghĩ là không có gì đâu. Và bây giờ mình xuống thử thôi. Dưới này khó xuống quá mọi người ơi. Đã đi quá mọi người ơi. Có gì dưới này nhá. Chỗ này mình nghĩ là chủ yếu là nước mưa hết mọi người ơi. Đây. Mình nghĩ chỗ này chủ yếu là nước mưa thôi. Chứ mùa này lại đâu ra nước chảy. Xem dưới này có gì có vàng không mọi người nhỉ. Biết có gì dưới này luôn. Để mình lấy cái máy dò nhá. Mình sẽ dò xem có gì dưới này nha. Này mình chưa dò thử. Rồi mình sẽ dò nhá. Mình xem chỗ này xem có gì nha mọi người. Mình xem chỗ này xem có vàng không nha. Có gì ở đây nhá. Có gì ở đây mọi người. Đấy là vàng mọi người ơi. Cái gì ở dưới này thì làm sao có sắt được. Thì mình dò lại nha. Có gì ở đây rồi ta. Cục này không? Không có phải cục này không mọi người? Có thế nhỉ? Không là kêu nữa mọi người ơi. Không hoàn thật vậy? Không hiểu trời ơi.
Đây là cái này. Đây nè. Coi là thử. Cái gì? Cái kêu gì? Không có kêu nha. Không lẽ là cái này. Là cái này. Ôi, đúng là cái này rồi mọi người ơi. Cái này là sắp nhỏ nhá. Chắc ngày xưa á, khi nó trôi xuống đây này. Trôi xuống đây rồi nó lấp xuống đây luôn. Cho nên là nó kêu á, hốt hoảng luôn. Không nghĩ là cái này có sắp. Vô lại chỗ này nữa. Nó có gì kêu mọi người ơi. Mình kiếm đồ đào đó nha. Đây. Có gì dưới này nha. Cái gì thế này mọi người ơi. Không vô lại cái này. Để mình lấy nó vừa vừa lại nha. Đấy. Này nó kêu ở đây mà. Mình coi nha, mọi người xem có gì dưới này nha. Đây này. Không hiểu sao trong này nó kêu mọi người ơi. Vô lại coi nào. Đấy. Đấy. Có gì ở đây ta? Nó thì cứng ngắc luôn nè. Con này là cái này. Mọi người. Chán thật nhỉ. Không lẽ chỗ này có vàng hả mọi người? Để mình đào lại nha, để mình dò lại cho chắc ăn nha. Ủa? Chắc kêu rồi mọi người ơi. Chắc là nó trôi xuống dưới này luôn rồi. Chắc nó rớt xuống rồi mọi người ơi. Mình nghĩ á, mình nghĩ chắc là vật thể nó đó nhỏ thôi. Nó thật là nhỏ mọi người ơi. Cho nên là nó không kêu. Mình nghĩ là vật thể nhỏ thôi.
Chắc là nó trôi xuống rồi mọi người ơi. Bỏ qua đi mọi người. Bỏ qua đi, mình nghĩ là sắp là sắp thôi. Bây giờ mình sang chỗ kia xem có gì nữa. Đây có gì nha, không biết là gì đâu mọi người ơi. Cái gì thế này được ta? Mấy cái hốc đá này này. Có vật thể gì đó kêu to lắm. Mình dò lại nha. Đấy. Chỗ này khó đào lắm mọi người ơi. Gì ta? Không lẽ là cái này mình dò lại rồi. Ủa, có sắt này mọi người ơi. Này. Ngay cái đống đá này nó có sắt nó hay rồi ta. Cái gì thế này trước đây ta? Không lẽ thế này trước kia là đống bom mọi người. Này. Lạ thật đấy. Để mình dò lại nha, xem còn không. Cái này toàn là sắt luôn á. Này là gì không biết nữa. Mình dò lại nha. Đây này, đây mọi người này, nó ngồi ở khe đá này, đây,
Đây mình rửa lại coi nha. Đấy, đấy, đấy còn á. Xem cái chỗ nó ở này. Đấy. Ở chỗ này mà cũng có sắt lạ thật đấy. Chỗ này là nếu mà mùa mưa là có nước này mình về. Nhưng mà nó có sắt ở dưới mưa đứng nước này. Cái chuối này. Mình xem lại. Hết rồi nha. Mặn thật đấy. Thôi mình tiếp tục đi chỗ khác nha. Ngay đây nè mình ơi. Ngay đây nha. Chúng ta xem có gì ở đây nha. Ngay đây nè. Đây là cái này. Mình nghĩ ở đây là có vườn mọi người ơi. Để mình xem có gì nha. Mình nghĩ là kho báu ở dưới này mọi người ơi. Chắc chắn là kho báu á. Cái này không phải nha. Cái này ơi sao lại một mặt cửa ơi. Cái này không phải nha. Ủa cái gì đây mọi người? Trắng trắng này mọi người, gì đây? Nhưng mà nó kêu á. Đào thì không thấy gì. Bây giờ mình dò lại coi nha. Đấy, đấy. Dạ. Nó ở dưới này mọi người ơi. Đào lộn chỗ rồi.
không thấy gì luôn. Đấy, nó vẫn kêu. Thanh Nguyên nghĩ ở dưới này là gì? Chắc là cục vàng mọi người ơi. Chắc chắn luôn. Mình không nghĩ là dưới này. Thôi, mình đảo đi tí nữa mà có thì anh em mình cùng thấy á. Bên góc tua nha, phải xem kỹ mới thấy được cái mà mình nhìn thấy nha. Xem có gì đây nè. Ồ, ê rồi mọi người ơi. Đây. Thấy không? Lúc nãy mình đào quanh này mình đào lộn chỗ rồi. Mệt quá đi. Đấy nha. Đây nha. Thì cái này cũng là vàng thôi chứ sao. Mục đích tìm cái mục đích lên rừng là tìm cái này mà. Mà nếu gặp vàng kho báu thì càng tốt. Cũng nặng ấy, mọi người cũng phải lượng á. Thì mình dò lại còn có gì không nha. Xem nè. Đấy. Cái hang này nó mới đào sáng luôn này, cái phân nó này. Mọi người nghĩ hang này là hang gì mọi người? Đấy. Mới toanh vô luôn. Đấy. Mới toanh luôn á. Chắc là mình đào cái này quá. Còn quay. Bây giờ mình đào cái này cho mọi người. Cởi hết áo đã. Mà nhớ gặp cái con gì á, quý quý. Nó mới đào luôn mọi người ơi. Mùi luôn. Nhưng không biết phải làm sao để bẫy được cái lỗ này nè. Mình kiếm cái cây mình chọt nhá. Kiếm cái cây này. Để xem cái lỗ này sâu tới bao nhiêu nha mọi người. Khó lắm mọi người ơi. Bây giờ mình nhét cái lỗ nó lại nha.
Bữa sau mình quay lại, mình sẽ đi đào ấy mọi người. Đấy nha. Đấy. Ở đây nha, để bữa sau mình sẽ làm video đào cái này mọi người nha. Trước mắt thì mình đi khám phá xung quanh này xem có gì đã. Vậy nha, mọi người đăng ký kênh mình nha, để mình có cái video đào cái này nha. Bye bye mọi người nha.